có rất nhiều bạn hỏi thuận về thuận nghĩ sao là cái sự kiện liên quan đến Sam Bankman Free đó người này không phải là chủ mưu mà chỉ là một trong những người mà đứng ra để mà chịu tội cho người khác mà thôi hay là thuận nghĩ sao là đứng sau lưng cái sự kiện này đó còn nhiều âm mưu khác liên quan tới rửa tiền vân vân thì đây đó là những cái sự kiện mà được nói đến trên mạng các bạn được một số bài báo nói tới cũng như là rất nhiều những cái dẫn chứng ở trên Twitter những gì mà thuận muốn chia sẻ với các bạn tới đây đó thì các bạn có thể coi hoặc là không có coi Nếu như mà các bạn lựa chọn là tiếp tục xem video này đó Thì Thuận muốn nói chứ với các bạn là Thuận không có cáo buộc ai làm gì hết á. Cái mà Thuận chia sẻ đó là chỉ trả lời những câu hỏi của các bạn liên quan đến cái sự kiện này Là sau lưng có ai đứng làm chủ mưu hay là không Và những dẫn chứng gì hiện tại đã được nói tới trên mạng Thuận chỉ chia sẻ những dẫn đó với các bạn mà thôi chứ Thuận không có nói là ai đúng ai sai hay là ai có âm mưu gì hết Cho nên các bạn có thể xem những cái thông tin này đó giống như là những cái thông tin giải trí mà thôi chứ thường không có nói là tất cả đều là thật nha các bạn không muốn là tối nay FBI gõ cửa nó thuận là cáo buộc người này người kia rửa tiền cho đảng này đáng nọ thường không có đâu nha bạn thường chỉ chia sẻ những thông tin thường biết mà thôi thì trước hết đó, các bạn thấy được là nhiều người đã nhận được là có cái gì đó đó không đúng tại vì sau cái sự kiện của Sam đó, thì chúng ta thấy được là có một loạt những nhà báo đặc biệt hơn đó chúng ta có Fortune, New York Times À, và Washington Post là những cái nhà báo đó mà có những cái bài viết coi như là giống như chạy tội cho Sam vậy đó các bạn Giống như là bài viết của New York Times đó, thì phỏng vấn Sam Bank mình free Nhưng mà trong cuộc phỏng vấn này đó, đây là sau khi mà cái sàn bị sụp đổ rồi đó Trong cuộc phỏng vấn này đó, họ không có bao giờ hỏi về à, những cái liên quan tới lừa đảo, liên quan tới ăn cắp tiền của à, người dùng, liên quan đến rửa tiền tất cả đều không được nhắc đến trong cái bài viết này và thậm chí đó những bài viết như là của New York Times chúng ta nói tới cái uh, bài viết đến từ Reuters hay là cái bài viết này đến từ The Washington Post đó, đều đưa ra một cái uh, cách nhìn là Sam đó thực sự là một người làm ăn chân chính nhưng mà chỉ là phạm lỗi lầm mà thôi cho nên mới dẫn đến là công ty thua lỗ Chỉ đơn giản như vậy đó đây đó là những cái lỗi của những người khác chứ không phải là lỗi của Sam nói đây là một cái sự cố ngoài ý muốn và Sam thì đổ lỗi hết cho bạn cái cũ của mình là Kelly nói là mình cũng như mọi người đã tin lầm và cũng là nạn nhân đâu có biết là Alameda dùng tiền của FTX cho vay để mà đi thua lỗi gì đâu nói chung đó là Sam như là một người vô tội vậy các bạn giống như bài viết này của Reuters và những bài viết này đó thì hầu như là nói là Sam đó trước khi cái sự sụp đổ của ftx của một người tốt đã từng nguyên góp rất là nhiều tiền là một người ăn chay vân vân thì nói chung là những bài viết này đó là đang nói tốt về sam và thậm chí đó là một số bài viết như là bài này đó của fortune thì các bạn hiểu là bên trên này để là nói về cái đế chế sụp đổ của ftx là lỗi của CZ binance các bạn hiểu là họ dùng những cái từ như là người đối thủ người đỡ đầu với lại FTX cái từ là enemies bạn hiểu là họ đang cố gắng cho người ta thấy được đây là kết quả của một cuộc chiến mà thôi và Sam là người thua cuộc chứ không có cái sự việc liên quan tới lừa đảo hay gì đây hết á Sam hoàn toàn là không có lỗi gì chỉ là người thua cuộc mà thôi đó là cái sự chia sẻ của những bài báo này bạn hiểu ở đây là cái bài báo của Reuters đã nói là cái hành động nha hành động của Binance CZ đã dẫn đến sàn FTX bị phá sản chứ không liên quan gì đến sàn FTX có lỗ hỏng tài chính hết á chỉ vì hành động của CZ mà thôi đã làm FTX tự động sụp đổ rồi các bạn được là những bài báo này đó không biết tại sao lại viết như vậy rất là nghiêng về Sam luôn thì đương nhiên nghi vấn bây giờ đó là những bài báo này đều nhận tiền của Sam Bankman Free để mà cố gắng viết tốt về Sam và bắt đầu là đổi hết những cái suy nghĩ về ai có lỗi đó đổi qua bên caroline hay là bên cg hiện tại và chúng ta thấy được là chúng ta cũng có những cái thông tin mà làm cho nhiều người khá là bất ngờ giống như là cái thông tin liên quan tới binance thì bây giờ đang bị quốc hội của hoa kỳ điều tra về cái hành động của mình có liên quan gì đến cái sự sụp đổ của FTX trong khi mà sàn FTX họ không đi điều tra mà họ lại đi điều tra sàn Binance các bạn thấy được là đây là điều mà làm nhiều khó hiểu ở đây trong khi mà sàn FTX còn bao nhiêu tiền họ nợ bao nhiêu tiền của những khách hàng đang ở đâu không đi điều tra mà lại đi điều tra Binance khiến cho nhiều người khó hiểu và không chỉ riêng là thuộc mình như bạn đâu các bạn thấy được là ngay cả George Hawkinson của Cardano cũng nói tại sao lại đi điều tra Binance mà không điều tra FTX và cái sự bất thường của những bài báo đó cũng được nói đến bởi những trang web như là Gizmodo các bạn thử là đây là một cái gì đó đã đang xảy ra và có khả năng nhiều người nói là những bài báo này đã, đã nhận rất nhiều tiền đến từ Sam cho nên bây giờ đã mới viết nhiều bài báo để mà đưa cái dư luận qua bên một phía khác mà không phải là của Sam nữa đây không phải là lỗi của Sam mà lỗi của người khác đó là cái nhận định hiện bây giờ còn về ai đứng sau lưng để mà điều khiển cái sự kiện này nhiều người cho là chúng ta thấy cái lời nói lời phát biểu của sam đó sau khi sự cố này xảy ra đó và các bạn đã xem cái video liên quan tới uh, alameda ceo caroline thì các bạn đã thấy được là những người này đó thì khi mà họ nói chuyện nên thì nhiều người cho là có cái gì đó không có đúng giống như là tâm lý không được bình thường hoặc là hai người này đó thật sự là không có cái trí tuệ như là nhiều người nghĩ trước đây thì có phải là hai người này thật sự là chủ mưu hay là có ai đã đứng sau lưng để mà điều khiển cái sự kiện này đương nhiên nên thường không thể nào trả lời được với các bạn nhưng mà có một số những tài liệu được chia sẻ trên mạng khắp nơi đi thuần chia sẻ những gì mà thuần biết với các bạn đầu tiên hết đó không gì là lạ nữa, tôi đã chia sẻ với các bạn nhiều lần rồi là Sam Bankman-Fried là một trong những người mà đã quyên góp rất là nhiều tiền cho tổng thống Joe Biden trong cái đợt bầu cử năm 2020 đó các bạn, thì điều này tôi nghĩ là nhiều bạn đã biết rồi. Sam Bankman-Fried là người quyên góp lớn thứ nhì cho tổng thống Joe Biden trong cái đợt bầu cử đó. Thêm vào đó đó chúng ta lại thấy được là sam freer cũng là một những người mà quyên góp rất là nhiều tiền cho đảng dân chủ các bạn thấy được là nếu tính cái số lượng tiền quyên góp đó thì sam Ban mình free trong cái đợt bầu cử nhiệm kỳ năm 2022 này đã, đã quyên góp tổng cộng là 39 triệu các bạn Là người quyên góp liên quan đến chính trị lớn thứ nhì chỉ đứng sau lưng cho Soros mà thôi Và đương nhiên quyên góp cho đảng Dân Chủ Thì rất rõ ràng là Sam là người mà rất con thú với chính trị và rất con thú về đảng Dân Chủ Và những mà nào mà xem nhiều thông tin trên mạng cũng đã biết là ba mẹ của Sam đó là dạy ở trường đại học Stanford cũng là hai người mà rất là có cái sự hứng thú đối với đảng dân chủ đã từ lâu rồi và điều này cũng không gì là lạ khi mà Sam là một trong những người mà quyên góp rất nhiều cho đảng Dân Chủ Và thêm vào đó đó các bạn đã thấy trên màn hình Đây là người chủ tịch của Ủy ban Dịch vụ Tài chính ở Hạ Viện Nghị sĩ Maxim Waters Thì Điều mà các bạn nên biết đó, như Maxim Water là một trong những người mà trước đây đó cũng đã từng gặp Sam và các bạn thấy được là có rất nhiều dẫn chứng và các bạn thấy được là có một người nữa cũng gặp Maxim Water đó chính là CEO của Coinbase là Brian Armstrong. Sam thì đứng ở đây thì nhiều người cho là cái sự quan hệ giữa chủ tịch Maxim Water với lại Sam đó, mối quan hệ này cũng là tốt. Bây giờ không biết như sao nhưng mà trước đây là như vậy và các bạn có biết ai là người sẽ đứng ra để mà chủ trì cuộc điều tra về FTX biện hay là không không ai khác hơn đó chính là chủ tịch ủy ban tài chính hoa kỳ maxim waters là người sẽ chủ trì cuộc điều tra này thì các bạn có nghĩ là có cái sự xung đột lĩnh nào hay là không thì các bạn hãy comment ở bên dưới nhưng mà sự việc không có kết thúc ở đây đâu các bạn thấy được là có một số những cái người khác mà có cái quyền lực trong chính trị của hoa kỳ cũng đã từng gặp sam luôn các bạn thấy được là bên trên hình á người chính giữa đó chính là Kelly Lai Phạm. Kelly Phạm đó là một trong những quỹ viên của CFTC đó các bạn, nghĩa là ban quản lý hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ cũng đã từng thấy gặp Sam. Cái mà thường muốn chia sẻ đây đó không phải là chụp hình chung với Sam là người đó là có cái gì đó không rõ ràng. Cái mình thường muốn chỉ ra với các bạn đó là Sam không những là một người mà quyên góp rất là nhiều tiền cho đảng dân chủ mà Sam bản thân đó cũng không biết là thông qua ai mà có thể quen biết rất là nhiều người có quyền lực ở bộ máy chính trị của Hoa Kỳ đó là điều tôi muốn chia sẻ đây sam đã từng gặp và từng quen biết rất nhiều người có thể nói được là cái quan hệ giữa sam với lại những cái người mà có quyền lực ở hoa kỳ đó gần hơn rất nhiều so với quan hệ của cg các bạn được là cg đâu có mấy lần được mời tới để cùng mà chập hình chung hay là nói chuyện với những người lực của Hoa Kỳ đâu nhưng mà Sam thì được. Chúng ta hãy nói thêm một người nữa đi, đó chính là Katie Horn. Thì Katie Horn là ai? Katie Horn là một trong những người mà đang giữ cái ghế ở hội đồng quản trị của sàn Combi cho các bạn. Nhưng mà trước đó đó thì Katie Horn đã từng làm việc cho Bộ Tư pháp tại Hoa Kỳ nha các bạn. Rồi sau đó đó thì trở thành partner nghĩa là giám đốc của công ty đầu tư A16Z, công ty đầu tư crypto lớn mà nhiều bạn đã biết rồi. Các bạn được là sau đó đó thì Kelly Horn đã đương nhiên không làm ở bộ tư pháp nữa và không làm ở A16Z nữa mà đã tự tạo ra một cái quỹ đầu tư riêng của mình và cái quỹ đó đó các bạn đã biết là được sự hỗ trợ của ai không? Đó chính là được sự hỗ trợ 1,5 tỷ đô la cho cái quỹ này đó là đến từ không ai khác hơn là Coinbase và A16Z. Và các bạn có biết là Katie Horn còn quen biết ai hay là không? Katie á là người đã từng học ở trường Đại học Stanford và được dạy bởi không ai khác hơn đó chính là ba mẹ của Sam và Kitty nói là Kitty đã quen biết Sam đó từ rất lâu rồi từ khi là còn một đứa trẻ nữa thì các bạn thấy được là cái mối quan hệ đây giữa Sam với lại Kitty Hon với lại Coinbase và lại SNG đã hoàn toàn là có thể không phải là ngẫu nhiên rồi các bạn Có thể là nhiều bạn nghĩ là Sam đột ngột trở thành một người nổi tiếng đó Giống như là từ một người mà không ai biết đến trong thị crypto này Thông qua cái khả năng trading của mình thông qua cái tài cán của mình để mà trở thành người nổi tiếng trước đây nhưng mà thật sự đó khi các bạn nhìn kỹ ra đó thì thật sự là có nhiều cái mối quan hệ ẩn trong đó và tất cả đã điều quen biết Sam trong một thời gian nào rồi nhưng mà đột nhiên bây giờ Sam mới trở thành nổi tiếng thì ta sao này chia sẻ cái này với các bạn để chúng ta nói tiếp đi thì chúng ta cũng đã từng nhìn thấy những cái sự chia sẻ tương tự như thế này mà thường cũng đã từng chia sẻ với các bạn liên quan tới cái mối quan hệ giữa Sam và Caroline thì bây giờ đó người ta đã biết là Caroline đã từng một thời là bạn gái của Sam rồi và Caroline đó là có một người ba đó chính là clan Allison thì clan Allison này đó là ba của Caroline và cũng là người đứng đầu bộ phận dạy tài chính ở trường đại học MIT và các bạn đã biết là chủ tịch Gary Gensler đó trước khi mà trở về chính trị giữ chức vụ là chủ tịch của SEC thì Gary đã dạy ở trường đại học MIT và lúc mà dạy trường đại học của MIT đó thì clan Allison là sếp của Gary Chancellor thì đương nhiên rất nhiều người nói là tại sao mà Gary quen biết Sam thì hai người này có quan hệ như thế nào thì có thể là thông qua Caroline thông qua sự giới thiệu của ba của ta thì Sam với Gary mới quan hệ với nhau thì các bạn thấy được là chúng ta đã thấy có rất nhiều cái mối quan hệ đương nhiên thường đã chia sẻ mới đây đó không phải là cứ có mối quan hệ là có cái gì mờ ám thường chỉ có thể chia sẻ với các bạn là sam có rất là nhiều những cái mối quan hệ với rất là nhiều người thì các bạn có thể thấy được là có thể là ngẫu nhiên hay là các bạn nghĩ là hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên đâu nhưng mà câu hỏi đó thì vẫn tiếp tục tại vì các bạn thấy được là không chỉ riêng là sam có thể đứng chụp hình chung với là nhiều người nghị sĩ mặt bạn thì là Sam có thể ngồi kế bên không khác hơn là cựu tổng thống Clinton cũng như là các bạn thấy được là thủ tướng trước đây của nước Anh đó chính là Tony Blair Sam là người kế như người này và các bạn đang thấy được là dựa theo những tấm hình thì đúng là cái mối quan hệ chứ cũng không có tệ đâu các bạn rồi có rất nhiều những cái mối quan hệ như thế này thì các bạn có thể nghĩ là cũng đơn giản thôi Sam là một trong những người mà có sự quyên góp với đại đảng dân chủ cũng như là một trong những cái nhân vật có tiếng có tiền thì những cái người mà làm chính trị những người mà có quyền, muốn quen biết những người có tiếng, có tiền thì cũng là bình thường mà thôi. Nhưng mà các bạn cũng đã biết đó là cái mối quan hệ nó không có ngưng ở đó. Tại vì Sam đó đã từng nói cách đây không có lâu, hồi tháng 10 đó là Sam có thể quyên góp lên tới 1 tỷ đô la để ủng hộ đảng Dân Chủ trong cái cuộc bầu cử năm 2024 đó các bạn. 1 tỷ đô la là con số hoàn toàn không có nhỏ đâu. Nếu như nói là các bạn là fan của một đảng nào đó thì các bạn quyên góp 30 triệu coi như là nhiều rồi đấy mọi người nhìn là Sam hay là 100 triệu nhưng mà nếu nói tới 1 tỷ đô la đó thì như là đi quá xa rồi các bạn ngay cả những người mà biết về cái cách quyên góp tiền ở Hoa Kỳ đó thì đã nói nếu như mà Sam quyên góp tới 1 tỷ đó thì Sam sẽ trở thành một cái mega donor có thể nói được là một người quyên góp cực kỳ lớn cho một đảng luôn thì điều này đó nếu nói là chỉ đơn giản là thích đảng dân chủ hay là ủng hộ đảng dân chủ đó thì cũng không đến nỗi như vậy đâu phải có cái gì đó thường là người ta có thể là có những cái lý do riêng của người ta để mà quyên góp nhiều như vậy thì nhiều người nói là Sam là một người trong thị trường crypto một quyên góp một tỷ như vậy đó thì có thể là đi quá xa rồi cái sự ảnh hưởng ấy, hay là cái ham muốn quyền lực có thể là muốn quá nhiều cho nên sau đó Sam thì cũng đã nói tôi chỉ nói giỡn như thế cho tôi không có cái định là quyên góp 1 tỷ đô la đâu Nhưng mà các bạn có tin hay không Thì các bạn à, cứ tự đưa ra quy định cho bản thân của mình Tại vì có thể là Sam thực sự là muốn Quyên góp 1 tỷ đô la nhưng mà không ngờ Là cái sự vấn của mọi người lại quá mạnh như vậy Nói là Sam quyên góp 1 tỷ đô la thì đi quá xa Có thể là Sam đang ham muốn một cái gì đó Nhưng mà câu hỏi đó Thì uh, vẫn là Sam cho dù là có tiền nữa đó Cũng như là nhiều người có tiền Nhưng mà Sam đã thông qua cái mối quan hệ nào Để có thể kết nối được với nhiều người có quyền lực như vậy Thì bây giờ đó có một cái uh, Twitter trên mạng đó chính là cái Twitter của Kanye thì đã chia sẻ một người mà ít ai nói đến đó chính là Michael Kims và đối với lại một số người trên mạng đó thì Michael Kims đó chính là cái sự kết nối của rất là nhiều cái sự kiện hiện tại mà chúng ta thấy được nó rải rác nhưng mà khi mà kết nối thông qua Michael Kims thì sẽ hiểu rõ hơn Tại vì Michael Kibbs là một người mà có quan hệ không những chỉ riêng là với Sam Bankman-Free mà còn với lại gia đình của Clinton với lại Warren Buffett, với lại Michael Lewis và ngay cả Elon cũng có mối quan hệ với lại Michael Gibbs. Đây là một người mà có sức ảnh hưởng rất là lớn và điều thú vị đó là người này không có Wikipedia, người này đó rất là ít xuất hiện trên mạng. Nói chung đây là một người mà rất là có tiền và rất là có cái sức ảnh hưởng đối với những người mà có quyền. Nhưng mà người này đó lại sống rất là ẩn, rất là khó kiếm tài liệu về Michael Gibbs và cái sự kiện này đó nó thú vị một chỗ là 300 triệu của Alameda đó đã không biết cách nào mà đã đi vào tay của công ty của Michael Kim này thường chia sẻ rõ hơn với các bạn Khi mà chúng ta nhìn vào Michael Kim là một chữ người mà rất là ít khi nào xuất hiện ở trên báo chí Mặc dù là một người có sức ảnh hưởng và quen biết rất nhiều người nổi tiếng Và các bạn đang thấy là cái ngày lễ đám cưới của Michael Kim đã được rất là nhiều người có quyền và có tiếng đến Nhưng mà tham dự thì cho thấy được là người này là một người không hề tầm thường Nhưng mà rất ít nghe nói đến và không có nhiều tài liệu trên mạng các bạn thấy được là đây là một người đó mà trước đây làm việc cho gia đình của Clinton là một trong những người đại diện cho gia đình của Clinton. Sau đó đó cái công ty của tên là CAA, đây là một những cái công ty mà thu hút những cái talent mới cho Hollywood và có rất nhiều những người nổi tiếng đã được quản lý bởi công ty này như là Katy Perry hay là Warren Buffett. Và thông qua cái công ty CAA này đó thì uh, Michael Keefe đã có thể kết nối được quan hệ với rất là nhiều những người nổi tiếng cộng với lại cái sự quan hệ với lại gia đình Clinton trước đây đó tại vì Michael Keefe trước đây là người đại diện cho gia đình Clinton thì cũng đã kết nối được rất nhiều người ở trong cái thế giới có quyền lực ở Hoa Kỳ như là chính trị Hoa Kỳ thì Michael Keefe sau đó, đó đã rời khỏi CAA và đã mở ra một cái công ty đầu tư có tên là K5 và hiện bây giờ đó Michael Keefe vẫn là thành viên của hội đồng quản trị cho công ty Yahoo và Certified dựa theo cái linking của Michael Gibbs nhưng mà điều mà thú vị hơn đó là công ty K5 là công ty đó mà đã nhận 300 triệu các bạn đến từ Alameda đó là cái mối quan hệ mà nhiều người đang muốn làm rõ hiện tại tại sao mà Alameda lại đầu tư 300 triệu vào công ty K5 này thì có rất là nhiều cái thuyết âm mưu hiện tại các bạn thấy là đây không phải là cái gì chúng ta có dẫn chứng hết nhưng mà có nhiều thuyết âm mưu bây giờ đó là 300 triệu này đó là được thông qua công ty K5 Michael Keith chính là cánh cửa để giúp đỡ cho Sam Bankman Fried có thể thông qua công ty k để mà gửi tiền cho rất là nhiều người có quyền lực Cũng giống như là thông qua cái mối quan hệ của k để quen biết được với lại cựu tổng thống Clinton Có thể quen biết được với rất là nhiều những cái người mà có quyền lực ở Hoa Kỳ Và 300 triệu này đó có thể là một phần là cái tiền công cho Michael Keefe để mà kết nối mà thôi đương nhiên 300 triệu là con số rất lớn thường nghĩ không nghĩ là Sam Bankman trả 300 triệu để có thể là được kết nối với là những người này đâu thường nghĩ là một phần đó là tiền công phần còn lại đó nhiều người cho bây giờ chưa dẫn chứng nhưng mà nhiều người cho là cái số tiền còn lại là số lượng tiền dùng để mà gửi trực tiếp đến cho những người mà có quyền lực ở trong bộ máy chính trị của Hoa Kỳ và cũng thông qua cái mối quan hệ của Michael Keefe đó, cho nên các bạn thấy được là FTX đã có thể kiếm được rất là nhiều những người nổi tiếng đó Các bạn nên biết những người mà đứng ra làm đại diện cho sàn FTX trước đây đó Giống như là Michael Larry, những người này hoàn toàn không phải những người mà không có tiền nha các bạn Những người này là có rất là nhiều tiền luôn Kevin Larry đó là tổng cái tài sản đã, đã khoảng chừng là 400-500 triệu đô la rồi Nhưng mà những người này đó họ chỉ đứng ra làm đại diện thương hiệu cho những công ty nào mà họ cực kỳ tin tưởng mà thôi Và đương nhiên Michael Kim là một người mà có thể đã có sự ảnh hưởng rất lớn Và họ tin tưởng Michael Kim cho nên thông qua cái sự giới thiệu của Michael Kipps, họ mới đứng ra để mà đại diện cho sàn FTX cho nên chúng ta có những cái người chơi thể thao lớn đó như là Tom Brady, à, chúng ta có Steph Curry, chúng ta có Shaquille O'Neal, Kemal Larry, bài đường rất nhiều rồi và rất nhiều những người nổi tiếng đó chịu đứng ra để mà đại diện cho FTX có thể là thông qua mối quan hệ với lại Michael Kipps, họ tin tưởng nhưng mà cuối cùng họ đã tin sai người rồi mới có cái sự cố như ngày hôm nay. Thêm vào đó đó chúng ta lại thấy trong cái sự kiện liên quan tới Ukraine thì sàn FTX đó là một trong những sàn mà đứng ra để mà ủng hộ Ukraine nhưng mà tôi muốn nói rõ là không phải chỉ riêng FTX đâu bạn thường là có rất nhiều sàn cũng đứng ra ủng hộ Ukraine nhưng mà Sam Bankman Free đó là người mà đã đứng ra nói vào ngày 24 tháng 2 đó là tặng cho mỗi một người Ukraine ở trên sàn FTX đó là 25 đô nhưng mà điều thú vị hơn đó là các bạn có biết là tòa báo New York Times đã tạo một cái sự kiện và sự kiện này sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 11. Đương nhiên thường nghĩ là cái số lượng người mời nó sẽ khác rồi. Tại vì nhìn bên dưới này đó các bạn có biết là người dẫn đầu sự kiện này là ai hay không? Đó chính là Sam Bankman Free. Đương nhiên bây giờ tôi không nghĩ là New York Times sẽ mời Sam tới đi mà dự cái hội nghị này đâu. Nhưng mà các bạn có thấy là người đứng kế bên là ai không? Đó chính là tổng thống của Ukraine, tổng thống Zelensky. Kế đó là Larry Finn của BlackRock. Và các bạn thấy được người kế đó là ai? Đó chính là bộ trưởng tài chính hiện tại trên là Yellen Nói chung nên thì các bạn đã thấy được là cái sự hiện diện của Sam đó có thể nói là sánh ngang hàng với lại những thủ tướng, những chủ tịch hiện tại đương thời luôn có thể nói là New do tham đó và nhiều những nhà báo đó đã đưa Sam lên một cái tầng khác so với lại những cái thương gia kia rất là nhiều rồi và có một điều nữa đó thì các bạn đã thấy là nhiều người đã chỉ ra được là cái trang web mà mới đầu khi mà xảy ra cái sự kiện chiến tranh giữa Ukraine và nước Nga đó thì đương nhiên Ukraine đã tạo một trang web để cho mọi người có thể quyên góp tiền hay là quyên góp crypto. Trang web này bây giờ đó đã không còn nữa nhưng mà đây là cái trang lưu lại của Wayback Machine. Thì một điều mà nhiều người chỉ ra được đó các bạn thấy được đây là trang web quyên góp tiền và quyên góp crypto. Các bạn thấy quyên góp vào Bitcoin, Ethereum vân vân. Nhưng mà điều thú vị đó các bạn thấy được trang web quyên góp tiền cho Ukraine của nước Ukraine là dùng hệ thống gì các bạn nhìn bên dưới này đi đây đó là tiền giờ đến Ukraine được hợp tác với lại sàn FTX và Kuna các bạn thấy được là FTX là cái sàn đứng sau lưng của cái sự kiện này và đương nhiên cái lời mà cáo buộc bây giờ đó đương nhiên là thường không có một cái dẫn chứng nào hết đây là cái thuyết âm mưu được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội mà thôi đó chính là những gì mà thường chia sẻ với các bạn từ đầu video tới bây giờ đó đều dẫn đến là nhiều người đang có sự nghi ngờ không có dẫn chứng nhưng mà đây là sự nghi ngờ mà thôi đó chính là thông qua Sam mình Free đó Sam lấy tiền của người dùng thông qua Sam mình Free để mà rửa tiền thông qua công ty của Michael Keith thông qua những cái đợt mà quyên góp tiền thông qua cái sự quyên góp tiền đến cho Ukraine đó đây là những cái công cụ để mà rửa tiền để cho tiền từ sang FTX đó có thể di chuyển qua bên đảng Dân Chủ Đó là cái lời cáo buộc hiện bây giờ nha các bạn Không có dẫn chứng Đương nhiên à, bên nước Ukraine đó thì cũng đã lên tiếng rồi Các bạn thử rồi đây là cái sự nghi ngờ rất là lớn Nhưng mà bây giờ đó bộ trưởng IT của Ukraine đã lên tiếng Nói là không có chuyện đó Cái dịch vụ mà sử dụng cho sang FTX khi mà quyên góp tiền Khi mà người ta quyên góp vào Thì dịch vụ đó sẽ đổi ra tiền mặt và chuyển đến một nơi khác chứ không có giữ trên sàn FTX cho nên những cái lời cáo buộc đó đó là vô căn cứ có phải không thì mọi người sẽ có mỗi cái nhận định riêng và đây là những gì mà được chia sẻ những thuyết âm mưu hiện tại mà tôi muốn nói với bạn đương nhiên những điều này không có gì thật có thể chứng minh là thật hết nhưng mà rất nhiều bạn hỏi cho nên tôi muốn dành thời gian để chia sẻ cái video này một lần nữa Thuận cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay Và hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này Nếu mà nào muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital đó Thì bấm vào cái link bên dưới cái video này Để mà tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% Khi mà tham gia vào những sàn như là OKX, CoinW, Binance, Bybit vân vân Và đương nhiên sàn giao dịch để dùng để giao dịch nha các bạn Chúng ta không nên để quá nhiều tiền trên sàn Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp Tạm biệt các bạn.